Bìa cát tông thiết kế sẵn đã sẵn sàng. Mẫu hộp đây nha. Thật ngạc nhiên là chúng ta cần quá trời đồ trẻ em luôn. Đặt tất cả trong chiếc hộp. Chúng ta sắp về nhà cùng mấy đứa nhỏ rồi. Những chiếc hộp này là dành cho cậu đó. Cậu sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết ở đây. Chà, xem có gì ở đây nè. Mấy cái mũ kỳ lạ ghê. Còn gì nữa không? Không hiểu sao những thứ này lại ở đây. Olaf, cái này dành cho em bé. Cậu có thể quấn lại và chơi với chúng. Nhìn những cô bé dễ thương này xem. Mình sẽ là người giữ trẻ hoàn hảo. Giấy thiết kế sẵn đây rồi. Chúng mình chỉ cần chọn kích thước khung cho phù hợp. Sơn tí vàng. Làm một lớp đất sét nhẹ mềm. Bé yêu đi dạo nào. Bàn chân xinh xắn. Giờ thì để tên lên. Khuôn in là cách tuyệt vời để lưu giữ kỷ niệm của một khoảnh khắc quan trọng. Nhìn những đứa trẻ dễ thương làm sao. Chúng mình có một truyền thống. Khi xuất viện, tụi mình sẽ in những bàn chân làm kỷ niệm. Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chuẩn bị một chút. Elsa làm trước nha. Aida, giờ tới lượt bé. Nhìn nó hiện ra một cách hoàn hảo nè. Giờ thì chụp tấm ảnh kỷ niệm nha. Anna và Elsa về nhà. Mọi người quay quần bên lò sưởi. Ôi, những hồi ức ấm áp. Cùng gọt bút chì nào. Tháo đồ ngọt ra. Và đồ chuốt sẽ có ích đây. Bé yêu, cảm ơn vì khăn ăn nha. Đóng gói chúng trong hộp. Đổ đầy phấn vào một hộp nhỏ. Đã sẵn sàng cho các em bé rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các bé lại khóc? Hương nào. Yêu, mình nghĩ mình biết vụ gì rồi. Không sao đâu, Olaf sẽ sửa ngay bây giờ. Ok, mình nên bắt đầu từ đâu đây? Cái này cần phải được lột bỏ. Không thể làm nếu thiếu khăn lau. Một ít bột. Ủa, có vẻ như mình đã quá phấn khích rồi. Ừ, thế là xong. Bảo mẫu Olaf đã làm được. Trứng bất ngờ Frozen. Quấn mỗi nửa với dây thừng nhỏ. Đặt chiếc chăn ở giữa. Mềm mại như cánh hoa vậy. Làm chân từ dây kim loại. Đây là nôi cho các bé gái. Chúng ta cần màn che. Chiếc nơ xinh nữa. Mơ đẹp nha các bạn nhỏ. Em bé bắt đầu khóc rồi. Chị không biết làm thế nào để khiến chúng bình tĩnh lại. Em cũng không làm được. Ngoan nào, ngoan nào. Mình có một món quà cho Ida và Emily. Ngạc nhiên chưa? Thần kỳ ghê. Con yêu, vào đây con sẽ thấy thoải mái. Những đứa trẻ ngủ thiếp đi. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Tháo cái đế ra nha. Mặc dây chuyền tuyệt vời. Treo chúng lên. Kêu lạch cạch nè. Ida và Emily sẽ thích lắm cho mà coi. Và họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chà, sao các cháu không ngủ đi? Ừ, chú có thứ này cho cháu nè. Chỉ cần nhìn vào những người tuyết này. Olaf ngủ quên mất. Có phải chúng ta đang ở trong giấc mơ không? Các cô bé đâu rồi? Olaf, cậu đang làm gì vậy? Hiu, à không có gì. Tấm ảnh đẹp đó nha. Lấy cái đế nào.
sơn lại bằng màu trắng. Chuỗi các hạt. Thêm dây buộc nữa. Bánh răng nhựa. Thêm kim cương giả. Chiếc bản này cho phép cậu phát triển các kỹ năng vận động và những đứa trẻ phải thiệt bận rộn. Đã lâu em không hát bài này. Emily, con đi đâu vậy? Ồ, nên làm gì để đánh lạc hướng chúng đây? Elsa, chị có nhớ món đồ chơi tuyệt vời mà chúng ta tốn hàng giờ để chơi không? Ba đã đặc biệt làm cho chúng ta. Chỉ là một tí phép thuật thôi. Nhìn cách chúng chơi với nó kìa. Các bé đang vui đùa chơi với tấm bảng. Que gỗ. Sơn vàng sẽ đẹp hơn nha. Gắn que tăm. Giờ thì xỏ hạt. Tụi mình có một món đồ chơi tuyệt vời. Con gái của Elsa và Anna đang bận chơi. Ô, bóng. Sao để lấy chúng bây giờ? Cẩn thận Emily. Ha, thành công rồi. Màu hồng nè. Cần để nó vô thanh màu hồng. Ô, màu xanh lá cây ở đâu ta? Chúng ta cần phải làm lại thôi. Các cô bé đã làm rất tốt với trò xếp màu. Mọi thứ đều ở đúng vị trí. Chúng có thể nghỉ ngơi rồi. Cậu vẫn có thể làm gì đó với cái bóp này. Làm cho chúng dính lại với nhau. Làm mềm quá đi. Bơi với phao không hề đáng sợ chút nào luôn. À, mình không thể rửa sạch bụi bẩn trên bé heo con này mà. Tới giờ bơi rồi, đổ đầy nước vào bồn tắm. Chị sẽ mang phao tới. Bọn trẻ thích nó. Và chúng ta dường như có thể tắm sạch chúng rồi. Chị em mình là một đội tuyệt vời. Thật là một cái gậy dễ thương. Lắp các chi tiết lại với nhau. Thêm các bánh xe nào. Một chút kim tuyến. Vẽ gương mặt nha. Bây giờ Emily và Ada sẽ tập đi. Emily, con thật thông minh. Hãy chơi với các khối nào. Con đã mệt mỏi chưa? Có lẽ chúng ta đọc một cuốn sách nhỉ? Ada, wow, sao con có thể? Nhìn các cô gái của chúng ta kìa, chúng đang học cách đi bộ đó. Cô bé Emmy rất thích tuyết. Ồ, đây rồi, con yêu thời tiết lạnh giống như mẹ của con. Em gái của cô bé cũng được quấn chiếc mền mềm mại. Em bé nghịch ngợm. Trang trí mền của con nha. Thêm ri băng. Mền quấn hoàn hảo cho em bé. Elsa và Jack Frost là cặp ba mẹ trẻ. Chúng dễ thương quá. Chắc tới giờ ngủ rồi. Jack cầm lấy chiếc đũa thần của mình và hô biến. Chiếc giường đây rồi. Mẹ cho hai cô bé đi ngủ, nhưng chúng không thể ngủ mà cứ thúc thích. Em nghĩ cần mền riêng cho các con đó. Cuối cùng em bé cũng chìm vào giấc ngủ. Ba mẹ rất mừng với sự im lặng này. Giấy bìa tách thành các mảnh để làm chiếc nôi nha. Bọc lại bằng vải lụa. Cùng lắp ráp giường lại nha. Mèo con dễ thương quá nè. Mền và gối đảm bảo mang tới giấc mơ đẹp cho các em bé. Hai cô công chúa rất khác biệt.
Một bé thích vẻ phản diện và gây rối, còn bé kia yêu những nàng công chúa và thích mọi thứ đều sạch sẽ. Này, về nôi của con đi. Con làm gì ở đây vậy? Đang chơi với ngựa con sao? Đúng là cô bé ngoan hiền. Ba nghĩ là nên trang trí cho chiếc nôi của con thấy sao? Dạ. Ba dùng phép biến ra hoa tuyết, con cũng có thể trang trí nôi của mình. Con muốn chọn loại vải nào làm mái vòm? Cái này. Vậy con có thích nó không? Dạ con thích. Vậy thì ba vui rồi. Chúng mình làm chiếc giường thứ hai bằng giấy bìa dày nha. Làm viền từ các xiên que. Trang trí giường bằng các viên đá pha lê. Gắn vòm xanh dương vào cọ làm sạch ống. Giờ hai chị em được ngủ trên chiếc giường rất tuyệt rồi. Tới giờ ngủ trưa rồi các con. Có muốn nghe kể chuyện không nè? Hát ru thì hay hơn. Buồn ngủ rồi hả con yêu? Nhưng cô bé chỉ giả vờ mà thôi. Cô nàng tinh ranh đi khỏi nôi và tới chỗ của em gái. Hai chị em ngồi trên sàn nhà. Ồ, bọn trẻ tinh nghịch này. Không có em gái con không ngủ được à? Được rồi, tụi con ngủ chung giường nha. Chát, bọn trẻ đang ngủ. Ồ, hai thiên thần của mẹ. Chuẩn bị làm củi nào. Trang trí ống hút kẻ sọc ở các viền. Với vải mềm, chúng mình có tấm thảm thật thoải mái. Trang trí bằng vải thuyên mỏng. Nếu thêm đồ chơi yêu thích thì còn vui hơn nữa. Một nơi tuyệt vời để vui chơi. Tới giờ chơi trong củi rồi các con à. Giờ mình có thể đọc sách trong yên tĩnh. Emmy học cách biến ra tuyết trong lúc đang chơi đùa. Hy vọng có thể biến ra búp bê băng giá. Wow, để mẹ xem. Con gái của mình thật tài năng. Các con sao rồi, có muốn ba ẵm không nè? Không. Các con bé chơi ở củi rất vui. Hai chị em chơi vui tới nỗi thấy buồn ngủ ở đó luôn. Lấy miếng đất nặng tạo hình thành xúc xích nha. Các bạn đang xem chương trình Vào Bếp của Sensi hả? Đây là món cơm cuộn. Gói cơm bằng miếng rong biển. Hoàn hảo. Xin cảm ơn. Ngon quá đi. Món cơm cuộn cho buổi tối tuyệt vời. Tách đế và tim nến ra nha. Gom sáp bỏ trong cái chảo. Đun chảy bằng bếp. Lấy ra khỏi khuôn. Nó còn tuyệt hơn mong đợi nữa. Jack muốn tạo bất ngờ cho Elsa. Đừng nhìn trộm. Giờ em có thể tháo khăn bịt mắt ra. Đẹp quá. Bữa tối cùng vợ và anh nến. Anh thật là lãng mạn. À, Jack, là con nè. Ồ, lại không được thư giãn nữa rồi. Phải thay đổi kế hoạch của mình thôi. Bậc cha mẹ quyết định xem phim với con. Có đủ cơm cuộn cho mọi người. Chia khối giấy xốp ra một nửa. Lấy vài viên đá. Bọc bìa cứng bằng vải. Đây là loa. Rạp chiếu phim tại nhà cho bạn cảm giác thoải mái nhất khi xem phim. Jack dậy trước mọi người và chạy tới rạp chiếu phim tại nhà. Không có ai hết, mình có thể chơi khi mọi người đang ngủ.
Nhưng cặp song sinh đã dậy rồi. Ba ơi, hoạt hình buổi sáng chiếu rồi. Ồ, sao không gọi mình? Mình thích Moana. Đi du lịch biển với nhau nha. Phải đổi dù của nhà mình thôi. Trát sơn nó màu trắng. Làm chân dù dài hơn. Dù gần như đã xong rồi nè. Elsa muốn hoàn thiện dù bằng một chi tiết. Wow! Gia đình quyết định đi tới những quần đảo ấm áp. Ở đây đẹp quá, nhưng mà hơi nóng một chút. Thật tốt khi chúng ta ở trong bóng râm. Nhưng mặt trời không khiến mình đợi thêm. Nóng quá rồi. Ước gì có tuyết rơi. Anh quên mất chiếc dù thần kỳ của nhà mình. Giờ thì cả gia đình trốn dưới tán tuyết. Tóc thai cũng lạnh nhanh hơn. Làm lưới từ vải lụa. Cố định trên vành sáng bóng. Emmy bị bờ biển thu hút. Nước trong quá. Yay, em sẽ cố gắng câu cá. Không có. Ôi, hiểu rồi. Wow, đẹp quá à. Emmy nhìn kìa. Này, không được để chúng trong xô. Cá phải được tự do chứ. Mẹ nói đúng. Hai chị em thả cá đi. Đúng là con gái ngoan. Chúng ta cần bảo vệ thiên nhiên của mình nha. Biến giấy bạc thành khung 3D. Làm đầu của Medusa bằng đất sét. Xỏ dây vào ri băng lụa. Sơn bằng sơn bóng trong suốt. Dụng cụ làm sạch ống và đá. Hai chị em lên du thuyền. Đi thôi, cơn bão bắt đầu rồi. Ô không, Hope đã đi quá xa. À, trèo lên. Ô, sứa. Ta là người bảo vệ đại dương. Con bị lạc hả em bé? Dạ, con bị rơi xuống nước. Làm ơn giúp con trở lại với. Giữ lấy. Đã thấy bờ. Ba mẹ ơi, con ở đây. Ồ, con yêu. Cảm ơn anh, kỳ nghỉ thật khó quên. Cắt bớt giấy mút kim tuyến. Que gỗ biến thành khung cứng cáp. Nối vài thanh lại. Không biết gia đình Frost với Elsa sẽ để hình gì. Cả nhà quyết định xem lại album. Ồ, ước gì có thể treo chúng ở đâu đó mà mọi người đều nhìn thấy. Hay dùng bảng treo ảnh mình mua khi đi du lịch đi. Cả nhà chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất. Mình còn nhỏ quá. Ồ, thời gian trôi qua rất nhanh. Có cảm giác như mới hôm qua thôi. Đã có chỗ thích hợp để treo tấm bảng lưu giữ kỷ niệm này. Những chú quỷ lùn trong rừng đánh thức trưởng lão của tộc. Tạo một chú quỷ lùn từ đất sét nặng. Gắn đôi mắt có tròng bằng nhựa. Tô màu. Thêm hạt hổ phách nha. May đồ từ vải nỉ. Rêu mọc ở khắp mọi nơi. Trang trí với các hạt cườm dễ thương. Có ngọn lửa trong bàn tay. Các quỷ lùn là những sinh vật ở rừng tốt bụng đó. Như thường lệ, mọi thứ trong rừng đều rất tuyệt. Nhưng trời lạnh, mình cần sưởi ấm. Mình sẽ nhóm lửa. Đây là một hòn đá thoải mái. Ao, nhanh quá vậy. Chào Anna, mình là quỷ lùn trong rừng. Bạn làm gì ở đây thế? Mình muốn sưởi ấm trước ngọn lửa này. Nhưng ở đây đang lạnh dần. Mình biết cách giúp cho bạn nè. Hãy nhận sức mạnh của lửa như một món quà từ mình đi. Giờ bạn sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa.
Chuyện gì thế? Sức mạnh của lửa đã biến đổi anh nè. Tạo lớp váy lót từ vải sợi. Tạo một bộ đồ mới từ vải twin có kim tuyến. Những bông hoa lửa bắt đầu nhảy múa. Cánh hoa giống như ngọn lửa vậy. Tóc của mình, nó cũng thay đổi. Phụ kiện hợp với phong cách của cô nàng. Mình có thể điều khiển lửa. Mình chỉ cần tập làm quen với sức mạnh mới thôi. Bạn có thể làm được mà. Cảm ơn các bạn quỷ lùng đáng yêu. Giờ đến lúc mình phải đi đến lâu đài rồi. Sven, tụi mình trở về thôi. Bên trong lâu đài của chị mình vẫn lạnh như thường. Mình tự hỏi liệu sức mạnh của mình có hoạt động ở nơi lạnh giá này hay không. Tốt hơn là không nên đụng vào tượng điêu khắc bằng băng này. Nhưng mình sẽ thử thắp nến. Sẽ thành công chứ? Tuyệt. Nến sáng lên rồi nè. Mình còn làm gì được nữa đây? Mình sẽ cố tập trung. Wow, căn phòng băng giá biến thành khu nghỉ dưỡng nhiệt đới rồi. Nhẫn sẽ có kích thước phù hợp. Kết nối các phần lại. Thêm một bông tuyết ba chiều. Tạo hình cột băng. Gắn chúng vào vương miện nha. Elsa sẽ trở thành nữ hoàng sớm mà thôi. Ngày này đã đến rồi. Lễ đăng quang bắt đầu. Mình rất vui được gặp mọi người nha. Nhưng em gái Anna của mình đâu rồi? Công chúa, chúng ta không thể bỏ lỡ buổi lễ được. Đến lúc bắt đầu rồi. Được rồi, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ trao vương miện cho Elsa. Chào mừng nữ hoàng của vương quốc băng giá. Xin lỗi Elsa nha, tụi em đến trễ. Kristoff, Anna không đi với em à? Em cứ nghĩ Anna đã đến đây rồi chứ. Nhưng cô bé đâu rồi? Chào chị. Anna, là em đó hả? Chúc mừng lễ đăng quang, Elsa. Anna đã thật sự thay đổi đúng không, Sven? Vương miện xinh đẹp quá đi à. Ủa, em bất cẩn làm tan chảy nó mất rồi. Em đã có sức mạnh phép thuật sao? Vâng, nhưng em chưa thể điều khiển nó. Xin lỗi chị nha. Đừng lo lắng. Điều quan trọng hơn là chúng ta đang ở bên nhau. Chọn các mảnh ghép Lego. Wow, có nhiều quá nè. Tụi mình cần gắn mọi thứ lại với nhau. Dán một bức ảnh in sẵn lên trên màn hình. Đây là biểu đồ nhiệt độ. Thêm các bán cầu nhựa. Máy đo nhiệt sẽ cho phép nhìn thấy sự thay đổi nhiệt độ đó. Thật tuyệt khi ngồi trong im lặng và đọc tạp chí. Tử vi của mình trong tháng tới. Rất thú vị nha. Muốn chơi trò chơi trên bàn không nè? Không, Olaf, không phải bây giờ. Anna, đi mà, hãy chơi đi. Tụi mình đã lâu không đi chơi rồi mà. Hãy chơi trốn tìm đi nào. Ok. Bạn trốn và mình đến nha.
mình biết mọi ngóc ngách của lâu đài. Anh chàng sẽ không bao giờ tìm thấy mình. Anna, bạn đâu rồi? Cô nàng đi đâu rồi ta? Mình nhớ ra rồi. Mình có một máy đo nhiệt. Nó sẽ cho mình thấy chỗ của công chúa ấm áp này. Cô nàng không ở đây. Và ở kia. Cô nàng đây rồi. Mình tìm thấy rồi nha. Nhưng bằng cách nào? Rất đơn giản. Máy đo nhiệt đã giúp cho mình đó. Wow, điều đó thật tuyệt. Hãy tìm kiếm quanh căn phòng nào. Wow. Việc này siêu thú vị à nha. Những quả cầu lông xuất hiện, che phủ bức tường, tạo hình bảng điều khiển từ miếng xốp, gắn một cái đèn pin LED, tạo hình các khe hở, thêm nhựa màu lên cửa, gắn mọi thứ lại với nhau. Bảng điều khiển đã có sẵn rồi. Ai đói nào? Mình ăn gì đây ta? Mình đói quá trời rồi. Không có gì ngon ở đây cả. Là mì ý. Mình cần hâm nóng lại. Lò vi sóng sẽ có ích đây. Mình sẽ bật nó lên. Có gì đó không ổn. Mình phá hỏng mọi thứ rồi. Olaf, bạn ở đây à? Mình cũng đói nữa. Elsa, bạn không thể hâm nóng bánh burger của mình được đâu. Mình đã làm hỏng lò vi sóng rồi. Bạn không thể đặt đĩa vào trong lò vi sóng được đâu. Mình không biết điều đó mà. Tiếng ồn gì thế? Anna, mình làm hỏng lò vi sóng rồi. Tụi mình sẽ không thể hâm nóng đồ ăn. Mình có thể giúp bạn việc này đó. Mình đang kích hoạt phép thuật. Burger nóng hổi đã sẵn sàng rồi. Cảm ơn Anna. Chúc ngon miệng.